quý vị và các bạn, những năm qua, Sở Khoa học và Công nghệ đẩy mạnh xây dựng nhãn hiệu bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm chủ lực của tỉnh. Đặc biệt, việc xây dựng thành công nhãn hiệu tập thể Mộc Hòa Phong đã góp phần khẳng định chất lượng, nâng cao giá trị cho sản phẩm. Làng nghề mộc mỹ nghệ xã Hòa Phong, thị xã Mỹ Hào hiện có trên 1.700 lao động. Những năm qua, người dân không ngừng phát triển đa dạng các sản phẩm và mở rộng thị trường, doanh thu mỗi năm trên 370 tỷ đồng. Tuy nhiên, người dân còn gặp một số khó khăn trong quá trình tiêu thụ do chưa xây dựng được nhãn hiệu. Từ đầu năm 2019, Sở Khoa học Công nghệ triển khai dự án tạo lập và phát triển nhãn hiệu tập thể Mộc Hòa Phong. Ngày 30 tháng 9 năm 2020, Cục Sở hữu trí tuệ đã cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 364921 cho sản phẩm. Chúng tôi rất là mừng từ lúc mà bên làng nghề mộc mỹ nghệ Hòa Phong chúng tôi có một cái thương hiệu riêng, gần như là có một cái tên riêng, thì là chúng tôi về bên giao thương, về bên hàng hóa rất là thuận lợi. Logo nhãn hiệu tập thể Mộc Hòa Phong được thiết kế có hình chữ nhật màu nâu, bo tròn góc. Hình ảnh chủ đạo là 8 chú chim lạc bao quanh. Bên trong là hình ảnh con thuyền mộc với sóng nước yên ả. Từ khi có nhãn hiệu tập thể nghề mộc xã Hòa Phong, các cái đội ngũ lực lao động của nghề làng nghề cũng như các cái chủ hộ sản xuất kinh doanh đã tập trung rất cao về cái việc nâng cao cái chất lượng sản phẩm. Nhiều hộ dân ở xã Hòa Phong, thị xã Mỹ Hào đang làm giàu từ chính nghề mộc do ông cha để lại. Tin rằng việc xây dựng thành công nhãn hiệu sẽ giúp nâng tầm giá trị như một lời cam kết về chất lượng, từ đó đưa sản phẩm đến với đông đảo người dân khắp các nơi trong cả nước. Thưa quý vị và các bạn, giai đoạn 2017-2020, phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Hưng Yên diễn ra sôi nổi, có sức lan tỏa sâu rộng. Nhiều đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ, người nông dân đã khởi nghiệp thành công, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình. Sau khi tốt nghiệp đại học, chàng thanh niên Đoàn Ngọc Nhất ở xã Minh Hải, huyện Văn Lâm trở về địa phương với ước mơ khởi nghiệp từ mô hình trồng hoa. Năm 2017, anh bắt tay vào trồng hoa hồng với quy mô gần một mẫu. Anh Nhất đã tham gia hàng chục lớp tập huấn về kỹ thuật và được Sở Khoa học Công nghệ hỗ trợ trên 24.000 cây giống hồng cổ và hồng ngoại. Đến nay, mô hình đã mở rộng ra 3 hectare cho thu nhập khoảng 600 triệu đồng một năm. Vốn dĩ gia đình em là làm nông, cho nên là em muốn về trồng hồng để đất ở quê mình thì nó bỏ hoang nhiều. Nên là muốn trồng hồng để phát triển kinh tế. Tại bạn bè các bác em ở bên Văn Giang thì cũng trồng rất nhiều hồng. Chị Nguyễn Thị Hằng ở Ngọc Lâm, thị xã Mỹ Hào chăn nuôi lợn đã nhiều năm nay, nhận thấy nhu cầu một số mặt hàng như xúc xích, giò chả tăng cao. Chị ấp ủ ý tưởng xây dựng chuỗi sản xuất khép kín từ chăn nuôi, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm. Năm 2019, Sở Khoa học Công nghệ đã hỗ trợ chị nhiều máy móc như máy xay thịt, máy làm giò, làm xúc xích, tủ hấp, tủ sấy, tủ hun khói. Đến nay, chị Hằng đã xây dựng được chuỗi chế biến thực phẩm Linh Thảo và cửa hàng cung cấp thực phẩm sạch CB tại thị xã Mỹ Hào, lợi nhuận trên 500 triệu đồng một năm. Việc Sở Khoa học Công nghệ hỗ trợ chúng tôi trang thiết bị máy móc để phục vụ cho sản xuất thì tôi cảm thấy là được giảm bớt nhân công này và cái sự đồng đều của cái sản phẩm nó được tốt hơn này, đi đến cái người tiêu dùng người ta hài lòng hơn. 4 năm qua, Sở Khoa học Công nghệ đã phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân hỗ trợ hàng nghìn cá nhân tổ chức trong quá trình khởi nghiệp thông qua các chương trình đào tạo, tập huấn. Cùng với đó, Sở giúp đỡ về kinh phí, máy móc, trang thiết bị cho 20 mô hình. Bằng các cái việc làm và các chương trình cụ thể để hỗ trợ các cái nhóm khởi nghiệp và cái phong trào khởi nghiệp trong học sinh sinh viên, trong tuổi trẻ, thanh niên, phụ nữ, nông dân trên địa bàn tỉnh, tạo cái cơ sở vật chất bước đầu cho các nhóm khởi nghiệp có không gian làm việc chung và có các cái phòng thí nghiệm, trang thiết bị để có thể hiện thực hóa cái ý tưởng, tăng cường tuyên truyền, tập huấn và đào tạo chuyên sâu cho các nhóm khởi nghiệp. Trên địa bàn tỉnh đã có rất nhiều mô hình khởi nghiệp thành công của những người bình thường trong xã hội. Bằng ước mơ, khát vọng, họ đã làm thay đổi cuộc đời của chính mình. Trong rất nhiều những câu chuyện khởi nghiệp đó, có sự hỗ trợ kịp thời của Sở Khoa học và Công nghệ thông qua chương trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
Chuyên mục Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.